bóng cho câu lạc bộ Nam Định. Rất bất ngờ, mọi thứ đều có thể xảy ra tại Thiên Trường. Đá với câu lạc bộ Hà Nội đó là cả một sự khó khăn. Đội bóng có tiềm lực tài chính bậc nhất với hàng loạt các cầu thủ có chất lượng, nhưng chỉ trong vòng có ít phút thôi, người ta đã được chứng kiến sự bất ngờ bùng nổ tại đây. Tỷ số là 2-0. Hai ngoại binh của câu lạc bộ Nam Định đã lên tiếng. Ramos và Rodrigo. Chúng ta sẽ cùng xem lại bàn thắng từ quả đá phạt góc. Hệ thống phòng ngự của câu lạc bộ Hà Nội rõ ràng là đang gặp vấn đề. Và cũng cộng thêm một chút may mắn nữa cho Rodrigo khi bóng có lẽ là đã khẽ chạm vào Bruno trước khi đi vào lưới. Tỷ số là 2-0. Chỉ trong vòng 5 phút, người hâm mộ Nam Định đã có hai cơ hội được ăn mừng. Trong khi đó thì một trong những cầu thủ quan trọng của câu lạc bộ Hà Nội lại đang gặp vấn đề, đó là Đỗ Hùng Dũng. Xuân Quyết. Với các cầu thủ trẻ thì khi thi đấu họ cần phải có được sự tự tin, nhưng đôi khi sự tự tin thái quá dẫn tới những pha xử lý thừa sẽ là phản tác dụng. Như vậy là Đinh Văn Trường có thể sẽ phải nhận thẻ vàng đầu tiên sau khi phạm lỗi với Đỗ Hùng Dũng. Thẻ vàng đầu tiên của V-League 1 2021 thuộc về Đinh Văn Trường. Đường chuyền hỏng ở khu giữa sân. Và nếu như trong phóng vừa rồi Đinh Văn Trường không phạm lỗi với Đỗ Hùng Dũng thì khoảng không là mênh mông với số 88 của câu lạc bộ Hà Nội ở trước mặt. Ta sẽ cùng xem lại pha xử lý của Mai Xuân Quyết. Tự tin xử lý trước 3 cầu thủ đối phương. Một trong những niềm hy vọng lớn nhất của câu lạc bộ Nam Định trong những năm tới đây. Và đó cũng là một trong những cầu thủ được chờ đợi ở SEA Games sẽ được tổ chức tại Việt Nam. Sau tình huống tranh chấp vừa rồi thì thủ môn Hồ Văn Tú của đội chủ nhà đang bị đau. Thứ 20 của hiệp 1. Trận đấu trên sân Đồng Thiên Trường vẫn đang có tỷ số 0-0. Đây là trận đấu đầu tiên của mùa giải. Nó đang đón một lượng khán giả hết sức đông đảo tới với sân Đồng Thiên Trường ngày hôm nay. Ramos. Quyền ném biên sẽ thuộc về cầu thủ chủ nhà. Trên thì cầu thủ ngoại binh của câu lạc bộ Nam Định đang hết sức tích cực trong những tiếng tranh chấp, không muốn để cho các cầu thủ Hà Nội thoải mái triển khai bóng từ tuyến dưới. Văn Hiếu.
Xuân Tân trọng biệt khá hay. Hoàng Xuân Tân cơ hội không vào, nhưng đã có hòa thắng dành cho câu lạc bộ Nam Định và đó là Kramus. Tỷ số là 1-0. Một pha về bài bản ở bên phía hành lang cánh phải, quả tạt được thực hiện bởi Xuân Tân và các hậu vệ của câu lạc bộ Hà Nội đã bị hút về vị trí của Rodrigo. Bóng trôi tới vị trí của Ramos và công việc còn lại là vô cùng đơn giản. Tỷ số là 1-0 dành cho đội chủ nhà. Niềm vui của các cổ động viên Nam Định trên sân Đồng Thiên Trường. Một pha bóng tương đối là bập ở trong khu vực 16m50. Cú đệm bóng nhẹ nhàng mang về bàn thắng mở tỷ số. Áp lực của Rodrigo tạo ra với thủ môn Văn Công và Đình Trọng. Và cuối cùng thì Ramos là người được hưởng lợi. Bàn thắng đầu tiên của Vinh 1 năm nay. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Quả tạt của Hoàng Xuân Tân chạm vào chân hậu vệ của câu lạc bộ Hà Nội và tạo ra một quỹ đạo khó lường. 1-0. Sau khi hiệp 1 trôi qua được một nửa thời gian, đội chủ nhà đã vươn lên. Sau khi thủ môn Bùi Tấn Trường tới với câu lạc bộ Hà Nội ở trận 2 mùa giải năm ngoái thì Văn Công có rất ít cơ hội để thể hiện. Nhưng ở những trận đấu đầu tiên của mùa giải năm nay, anh được huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm trao cho những cơ hội có thể nói là vô cùng quan trọng. Ở phóng vừa rồi thì hàng loạt những yếu tố đã khiến cho tình huống trở nên bất ngờ và câu lạc bộ Hà Nội đã phải đón nhận trận bàn thua đầu tiên ở mùa giải 2021. Đây là Thành Trung và Duy Mạnh, những trung vệ của câu lạc bộ Hà Nội đều đang không thể thi đấu bởi chấn thương. Kiều Văn Hề nỗ lực là của Đỗ Hồng Dũng. Rodrigo phản công dành cho đội bóng áo vàng. Ramos, Mạnh Hùng hướng tới vị trí của Rodrigo, động tác giả có thể dứt điểm không vào. Rodrigo đang chơi rất hay, tích cực nỗ lực di chuyển và xử lý bóng cũng tương đối mềm mại. Một nhịp làm động tác giả để vượt qua Bùi Hoàng Việt Anh và tìm kiếm cho mình khoảng trống để có thể dứt điểm. Trong bối cảnh khó khăn về mặt kinh phí và không có nhiều sự lựa chọn, và khi mà người hâm mộ Nam Định vẫn còn rất nhớ Rafael Sơn, thì có lẽ là trong ít phút thi đấu vừa qua, Rodrigo đã phần nào cũng đã chứng tỏ được niềm tin của mình đối với người hâm mộ sẽ được củng cố vững chắc hơn. Rất nguy hiểm, hay không? Và đó chính là Rodrigo. 2-0 cho câu lạc bộ Nam Định. Rất bất ngờ, mọi thứ đều có thể xảy ra tại Thiên Trường. Đá với câu lạc bộ Hà Nội đó là cả một sự khó khăn. Đội bóng có tiềm lực tài chính bậc nhất với hàng loạt cầu thủ có chất lượng, nhưng chỉ trong vòng có ít phút thôi, người ta đã được chứng kiến sự bất ngờ bùng nổ tại đây. Tỷ số là 2-0. Hai ngoại binh của câu lạc bộ Nam Định đã lên tiếng, Ramos và Rodrigo. Chúng ta sẽ cùng xem lại bàn thắng từ quả đá phạt góc. Hệ thống phòng ngự của câu lạc bộ Hà Nội rõ ràng là đang gặp vấn đề. Và cũng cộng thêm một chút may mắn nữa cho Rodrigo.
khi bóng có lẽ là đã khẽ chạm vào Bruno trước khi đi vào lưới. Tỷ số là 2-0. Chỉ trong vòng 5 phút, người hâm mộ Nam Định đã có 2 cơ hội được ăn mừng. Trong khi đó thì một trong những cầu thủ quan trọng của câu lạc bộ Hà Nội lại đang gặp vấn đề, đó là Đỗ Hùng Dũng.